Đêm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cùng đoàn kiểm tra liên ngành thành phố đã có chuyến kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số khu vực trên địa bàn thành phố. Đến kiểm tra tại chợ đầu mối thủy sản Thọ Quang, quận Sơn Trà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị Ban quản lý âu thuyền và cảng cá siết chặt công tác truy xuất nguồn gốc hải sản, lịch trình đánh bắt, đồng thời lấy mẫu kiểm nghiệm đánh giá chất lượng sản phẩm, trang bị thêm trang thiết bị phục vụ cho công tác vệ sinh khử khuẩn. Phó Chủ tịch thành phố cũng đề nghị quản lý chặt chẽ việc quét mã QR tất cả trường hợp ra vào cảng cá, đảm bảo công tác phòng chống COVID-19. Tại chợ đầu mối Hòa Cường, quận Hải Châu, Phó Chủ tịch Ngô Thị Kim Yến nhắc nhở yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát nguồn gốc thực phẩm, kiểm định chất lượng kỹ càng, không để rau củ quả kém chất lượng lưu thông trên địa bàn. Yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện công tác bình ổn giá tiêu dùng và đặc biệt phải hết sức chú ý đến vấn đề an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán này. Tại trung tâm giết mổ gia súc gia cầm Đà Sơn, đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra quy trình kiểm soát giết mổ động vật, việc thực hiện vệ sinh thú y đối với cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, hệ thống cung cấp nước cho hoạt động giết mổ động vật. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị phải quản lý các chủ lò mổ, bảo đảm đủ điều kiện mới cho phép hoạt động, có kế hoạch khử khuẩn, xử lý mùi hôi, đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh trung tâm giết mổ.